Hello, xin chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em đã đến với Vidashop. Chúc cho anh em một ngày mới làm việc vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Và tiếp theo trong video lần này thì Vidashop xin được cho anh em xem một sản phẩm của bên Vidashop, đó chính là đu bông rồng nha anh em. Có giá là 159.000 và không để chờ đợi thêm thời gian của anh em nữa. Thì bây giờ Vidashop xin được test và review cho anh em xem sản phẩm này. Đây, anh em có thể xem. Rất là chi tiết và rất là sắc sảo luôn anh em nha. Thì đu bông này là xài bằng ga anh em nha. Sản phẩm đi kèm là một tặng kèm là một chiếc hộp anh em nha. Bên Vidashop đang giảm giá 30% là còn 159.000. Anh em nào quan tâm tới mặt hàng này, anh em có thể để lại số điện thoại, họ tên và địa chỉ thì trực tiếp bên Vidashop sẽ liên hệ và tư vấn cho anh em. Và bên Vidashop bảo hành cho anh em là 2 tháng, một đổi một trong vòng 7 ngày nếu lỗi do nhà sản xuất. Và ngoài ra bên Vidashop ship COD nên là anh em được kiểm tra hàng trước khi thanh toán anh em nha, thanh toán tại nhà. Phí ship là 30.000 đồng. Được 30.000 đồng khoảng 3 đến 4 ngày có anh em nha. Bên Vidashop đang giảm giá 30% còn 159.000 anh em nha. Vidashop xin nhắc lại là anh em nào mua hàng vui lòng để lại số điện thoại, họ tên và địa chỉ thì trực tiếp bên Vidashop sẽ liên hệ và tư vấn cho anh em. Bên Vidashop giảm giá 30% còn 159.000. Bên Vidashop ship COD nên là anh em được kiểm tra hàng anh em nha. Vâng, và video đến đây cũng xin kết thúc. Cảm ơn anh em đã xem video. Chúc cho tất cả các anh em một ngày làm việc vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Please.